Giống gà Ba Lan giá siêu đắt đỏ. Giống gà siêu đắt đỏ. Giống gà lạ có giá hàng triệu đồng, cặp, màu sắc đẹp mắt, trên đầu có bờm và hiếu chiến như sư tử. Trong thế giới loài gà, gà Ba Lan là một trong những loại được sưu tầm và ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới. Tại Việt Nam, gà Ba Lan nhập về từ vài năm trước và đã được nhân giống thành công. Gà Ba Lan có nguồn gốc từ Hà Lan và phổ biến ở châu Âu. Các hiệp hội gia cầm Mỹ cho rằng giống gà này được giới thiệu tới Mỹ vào giữa năm 1830 và 1840. Mặc dù có tên gọi là Ba Lan nhưng tên này không phản ánh nguồn gốc của chúng. Chiếc mào khổng lồ. Gà Ba Lan có rất nhiều màu nhưng điểm nhấn riêng của chúng nằm ở chùm lông trên đầu. Chiếc mào khổng lồ được phủ bằng lông trông giống như một vương miện nhỏ, tôn thêm vẻ đẹp kiêu kỳ của chúng. Những năm gần đây, gà Ba Lan đã được nhân giống và nuôi thành công ở Việt Nam. Gà sư tử Ba Lan khá dễ nuôi. Chúng ăn thức ăn công nghiệp và bổ sung thêm rau. Khi gà còn nhỏ, phải tiêm vaccine ngừa bệnh, chú ý vệ sinh chuồng trại, thay nước thường xuyên. Trọng lượng của gà sư tử Ba Lan dao động từ 1 đến 1,5 kg con, tùy con trống hay mái. Gà nuôi khoảng 8 tháng thì sinh sản. Trong một năm, mỗi con đẻ khoảng 100 trứng, tỷ lệ nở con đạt trung bình 80%. Thị trường tiêu thụ ít bị cạnh tranh. Thước đo chuẩn đẹp của gà sư tử Ba Lan phụ thuộc hình dáng lạ và màu sắc. Do giống gà còn khá hiếm nên thị trường tiêu thụ ít bị cạnh tranh. Hầu hết mỗi đợt có gà giống đều có khách đặt mua trước. Gà con 1 tháng tuổi có giá 300.000 đồng con, gà 8 tháng tuổi giá từ 1-2 triệu đồng con. Nhờ đó, mỗi tháng, anh Biên thu lãi hơn 30 triệu đồng nhờ bán gà kiểng, gà giống. Theo thông tin của các trang trại gà giống ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, do giống gà này khá hiếm nên việc mua chúng cần liên hệ trước 1 đến 2 tuần, gần sát Tết, mức giá có thể sẽ dao động theo hướng tăng lên vì hàng khan hiếm. Nếu bạn thích video này, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.